Nữ tài xế gây tai nạn vì đạp nhầm chân ga khi dừng xe để đổ xăng. Đây là lời cảnh báo cho các nữ tài xế khi mà đi xe xuống tự động. Chỉ cần đạp nhầm chân ga là gây ra cái tai nạn rất là đáng tiếc. Chuẩn bị vào để đổ xăng đây. Nữ tài xế vẫn đang ở trên ô tô. Đấy, nữ tài xế đạp nhầm, húc ngay vào anh và thanh niên người tai nạn, rất là nguy hiểm. Nữ tài xế đạp nhầm chân ga khi mà đổ xăng ngồi trên xe rất nguy hiểm. Đây chắc là chị này đang tập lái xe. Chiếc ô tô đã quệt vào người đàn ông xuống xe và một nhân viên chạm xăng. May quá là chiếc xe chỉ dừng lại khi mà đâm vào tường. Tình huống này là xem như lời cảnh báo cho các tài xế cần luôn nhớ về số, cài phanh tay, tốt nhất là phải giật phanh tay, tắt máy trước khi xuống xe đổ xăng. Cần phải tắt máy trước khi đổ xăng. Đấy là điều rất quan trọng.